Xin chào các bác. Mình đang lái chiếc máy bay huấn luyện L-39 của Không quân Việt Nam. Máy bay cất cánh từ sân bay Phú Bài ở Huế và sẽ về hạ cánh ở sân bay Đà Nẵng. Vấn đề đặt ra là làm sao phi công xác định được phương hướng để đưa máy bay về sân bay Đà Nẵng. Trong thực tế thì máy bay của Không quân không hoạt động một mình mà luôn có sự chỉ huy và dẫn đường từ mặt đất. Các đài radar của Không quân sẽ liên tục theo dõi đường bay của máy bay. Các chỉ huy bay dưới mặt đất tiếp nhận thông tin từ các đài radar. Họ sẽ vẽ đường bay của máy bay lên một tấm bản đồ bay bằng mica trong suốt, rồi căn cứ vào đó để ra các chỉ lệnh dẫn đường cho máy bay. Tuy nhiên, bản thân máy bay cũng có một số cách và công cụ để tự xác định phương hướng. Công cụ đầu tiên và cơ bản nhất là la bàn. La bàn của chiếc L-39 được treo ngay trước mặt của phi công, rất thuận lợi để quan sát. Vì chiều ngang nước ta ở miền Trung rất hẹp và biển nằm ở phía đông, phi công có thể dựa vào la bàn để bay về hướng đông ra phía biển. Khi đã ra đến biển, phi công có thể dựa vào đường bờ biển để định hướng. Mình đã chuyển hướng cho máy bay bay về hướng đông. Đoạn này cho tua nhanh một chút nhé. Đã nhìn thấy biển ở đằng trước rồi. Vùng nước rộng mênh mông phía dưới, giáp với biển của tỉnh Thừa Thiên Huế, chắc là phá Tam Giang rồi. Khi đã ra đến biển, phi công có thể chọn cách bay dọc bờ biển về phía nam sẽ tới sân bay Đà Nẵng. Chiếc L-39 còn được trang bị hệ thống định vị bằng GPS. Đây là thiết bị do hãng Garmin cung cấp, thường dùng cho các máy bay tư nhân. Phi công có thể dùng thiết bị này để lập đường bay hay quan sát vị trí của máy bay và sân bay một cách trực quan. Sử dụng thiết bị này sẽ rất dễ dàng định hướng và tìm đường, giống như các bác tìm đường bằng Google Maps trên điện thoại thông minh vậy. Tuy nhiên, hôm nay mình sẽ dùng một phương pháp định hướng và tìm đường cổ điển hơn của ngành hàng không. Đó là hệ thống dẫn đường bằng VOR. Nó là các trạm phát sóng vô tuyến được đặt cố định ở các sân bay. Sử dụng sóng vô tuyến VHF để giúp máy bay định hướng được vị trí của nó so với trạm phát sóng. Tất nhiên là máy bay phải có thiết bị tiếp nhận sóng VOR. Đây là đồng hồ đa chức năng HSI, thường thấy trên các loại máy bay của Nga. Đồng hồ này cũng có chức năng chỉ phương hướng đến các trạm VOR. Còn phía bên tay phải của phi công chính là bộ phận liên lạc và dẫn đường bằng vô tuyến. Trong đó có chức năng tiếp nhận và định vị bằng sóng VOR. Mình sẽ chỉnh tần số tiếp nhận VOR của Navigation One về 114.4. Đây chính là tần số của đài VOR ở sân bay Đà Nẵng. Các bạn có thể tìm thấy tần số đài VOR của mỗi sân bay ở trong cái trạc của sân bay đó. Hiện tại, máy bay của mình đã bắt được sóng VOR của sân bay Đà Nẵng, biểu hiện bằng một vạch trắng thẳng đứng và một hình tam giác trên đồng hồ HSI. Mình sẽ xoay nút này của đồng hồ HSI, các bạn có thấy vạch trắng di chuyển ngang không? Mình sẽ xoay sao cho hình tam giác quay lên phía trên và vạch trắng di chuyển vào chính giữa. Đó, như vậy là được rồi. Khi đó, kim đồng hồ có hình lục lăng rỗng này sẽ chỉ về phía trạm VOR, cũng chính là chỉ về hướng sân bay Đà Nẵng. Mình sẽ chuyển hướng máy bay sao cho hướng của máy bay trùng với hướng của kim chỉ về phía trạm VOR. Cứ giữ hướng như thế này, máy bay của mình sẽ bay thẳng đến trạm VOR. Đây là phương thức dẫn đường hàng không tiêu chuẩn trên thế giới. Lát nữa khi đến sân bay Đà Nẵng, mình sẽ chỉ cho các bác vị trí và hình dáng của trạm VOR. Máy bay đang bay dọc con đường ven biển từ Huế vào Đà Nẵng. Phía trước mặt chính là đèo Hải Vân. Có thể quan sát thấy con đường dẫn lên hầm chui đèo Hải Vân.
Và kia là miệng hầm chui đèo Hải Vân. Chỉnh lại đồng hồ HSI sao cho vạch trắng luôn nằm ở giữa. Như thế kim lục giác mới chỉ đúng hướng về phía trạm VOA. Mình đã bay qua đỉnh đèo Hải Vân. Phía trước mặt chính là vịnh Đà Nẵng. Mấy tháng trước, tàu sân bay USS Carl Vinson đã neo trong vịnh này trong chuyến thăm Việt Nam. Đã nhìn thấy đèn của sân bay Đà Nẵng. Mình sẽ hạ độ cao máy bay xuống thấp hơn để quan sát. Chỉnh lại đồng hồ HSI để giữ đúng phương hướng. Giữ đúng phương hướng này, mình sẽ bay qua chính xác chỗ đặt trạm VOA trên sân bay. Nhìn xuống phía dưới có thể thấy từng lớp sóng đang xô vào bờ biển. Đã vào đến phạm vi sân bay Đà Nẵng. Đã thấy trạm VOA rồi. Mình sẽ dừng game lại một nút để các bác quan sát trạm VOA cho rõ nha. Đây chính là trạm VOA các bác ạ. Nó hoạt động hoàn toàn tự động, phát sóng vô tuyến 360 độ ra xung quanh, giúp các phi công định hướng được vị trí máy bay so với sân bay. Như vậy là nhờ trạm VOA mình đã tìm đường về sân bay Đà Nẵng. Bây giờ chỉ còn việc hạ cánh nữa thôi. Cảm ơn các bác đã xem video. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Đoạn tiếp theo chỉ còn là quá trình hạ cánh thôi.